tìm thấy thi thể một giám đốc trong chiếc Lexus chìm dưới sông Kỳ Cùng. Lực lượng chức năng đã vớt được một thi thể và chiếc ô tô bị chìm dưới sông Kỳ Cùng, Tràng Định, Lạng Sơn. Vào khoảng hơn 21 giờ tối ngày 11 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quốc Việt, Tràng Định, Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng vừa trục vớt thi thể tài xế và chiếc xe ô tô bị chìm xuống sông Kỳ Cùng vào chiều cùng ngày. Chiếc xe lao xuống sông Kỳ Cùng. Theo lãnh đạo xã Quốc Việt, nạn nhân là một giám đốc doanh nghiệp, người ở thành phố Lạng Sơn. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình. Trong ô tô chỉ có một mình nam tài xế. Đây là ô tô Lexus, loại 7 chỗ, lãnh đạo xã Quốc Việt thông tin. Trước đó, vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, một chiếc ô tô bất ngờ lao xuống sông Kỳ Cùng, Tràng Định, Lạng Sơn, rồi chìm nghỉm. Người dân đã trình báo lực lượng công an và chính quyền tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, do lòng sông nơi xảy ra vụ việc sâu hơn 10 mét gây khó khăn cho công tác tiếp cận, ứng cứu. Đến khoảng 18 giờ 15 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe và triển khai phương án đưa lên bờ. Tuy nhiên, khi kéo được khoảng 10 mét từ vị trí ban đầu về phía bờ sông thì dây tới bị đứt, lực lượng phải tìm lại vị trí xe. Khoảng 19 giờ 20 phút, lực lượng chức năng đã xác định lại được vị trí chiếc xe và kéo xe lên.